làm đơn giản vậy thôi để thấy được ha, thấy được cái hai bên luôn ha. Ok, thấy rõ ở dưới trái cầu ở dưới luôn. Và hiện nay là cái này nó đang đang quay luôn này ha. Thì camera này vẫn đang quay ha, thì mình sẽ đổ dầu vô. Đổ dầu vô đây ha. Đổ dầu hôi vô. Đổ nhiều nhiều lên để cho nó mạnh mạnh lên, nó cháy cho nó bùng lên luôn. Ok ha. Dầu hôi thì cũng không có sợ nó phật lắm, thì mình quẹt xong là mình chạy ra thôi. Rồi rọc quá. Wow.
nãy mình đứng gần đây, mình đứng ngay đây nè, mình quay cái camera đây thì cách nó khoảng 2 mét, không mất đèn gì hết.